cảm ơn anh em đã ủng hộ. 3 cục máy quay nai 110 mua bên mình, sát máy bãi là 4 triệu, xong bỏ bên mình dọn full mới. Nói chung là y chang 3 cục máy này đã có chủ, giá cho cục máy này là 8 triệu. Máy là máy zin nha anh em, là máy zin trái 52, thả cam nhẹ 6 ly 3 thôi. Nói chung là máy 110 zin thả cam thôi. Máy là dọn full mới từ trong ra ngoài luôn, giá 8 triệu. Cái này là 3 cục, một cục của bạn, của anh cha, của một bạn ở ngoài Vũng Tàu, một cục của anh quận 7 và một cục là của cái một bạn bên quận 2. Nói chung là 3 cục này là mình làm mới lại toàn bộ từ trong ra ngoài, máy bao nổ im rồi không giọng hú, giá là 8 triệu một cục. Còn anh em muốn mua máy sát máy mà quay nai Thái chưa làm hết cũng có luôn, giá 4 triệu một cục, anh em mua về làm máy lại xài. Đó, đây là máy 3 cục đã xong và đang trong giai đoạn là gác lên khung để nổ rô đai test và canh chỉnh trước khi bàn giao cho khách. Còn anh em nào muốn đặt máy làm máy 54 trên 110 này kia thì vẫn có nha anh em, trên 54 trên zin á, làm cái 54 52 cũng được, giá cả thì thỏa thuận, làm độ càng nhiều thì tiền nó sẽ cao hơn.